Từ trước đến giờ chưa từng thấy tên đồ tể nào tàn nhẫn như thế. Hắn lấy cưa điện cắt người đàn ông thành từng khúc, sau đó làm thành thịt cao cấp rồi bán ra ngoài. Mà việc làm ăn bán thịt của Vincent ngày nào cũng đắt đến cung không đủ cầu. Tại chỗ khác trong nông trại, tên đồ tể Vincent biến thái đã bắt người rồi chôn trong đất, chỉ để lại một cái đầu để ăn uống và hít thở. Mỗi ngày vào buổi tối hắn sẽ tưới nước và bón phân cho bọn họ, và thịt được trồng và chăm sóc như thế. Khi ăn vào rất ngon và giòn, vì để có được thêm nhiều thịt tươi hơn, Vincent đã giết người qua đường một cách điên cuồng. Câu chuyện bắt đầu, Vincent đang cho thú ăn trong nông trại, lúc này một người đàn ông hói chạy đến. Thì ra ông ta cũng buôn bán thịt như Vincent, nhưng kỳ lạ là việc buôn bán của tiệm thịt của Vincent rất đắt. Ông ta là bạn cùng ngành nên rất muốn biết Vincent có bí quyết gì, mà Vincent cũng rộng rãi để ông ta tùy ý xem. Còn mình thì đi vào phòng dụng cụ ở gần đó. Lúc này ông đầu hói đã đến trước cửa, nào ngờ nghe thấy tiếng cơ xương bên trong phòng. Ông ta tò mò nên muốn nghe lén. Vincent vội cầm một cây dao mổ đi ra, khiến ông bạn hết hồn ngã ra đất. Ông ta xui xẻo quá nên chỉ đành tiếc nuối, rồi vội vàng rời đi. Hôm sau, một gia đình khách hàng đã đến mua thịt nướng, nhưng hai đứa con nhỏ của họ đã lẻn vào trong phòng dụng cụ. Xung quanh căn phòng tối chất đầy xúc xích và thịt heo. Lúc này bỗng cửa mở ra, hai đứa trẻ bị dọa đến hét lớn rồi bỏ chạy. Bên cạnh còn có một người đeo mặt nạ đầu heo. Hai đứa trẻ chạy ra ngoài và trốn vào trong xe. Khách hàng cầm mấy hộp thịt nướng, vui vẻ rời khỏi nông trại. Tối đó ông chú đầu hói muốn chết lại đến để thăm dò tình hình. Ông leo tường vào trong nông trại bên trong nhà Vincent. Anh cầm lấy đèn pin và soi kỹ chi tiết, phát hiện có rất nhiều túi bố được xếp ngay ngắn. Vừa định xoay người rời đi thì phát hiện túi bố nhúc nhích. Ông ta tò mò nên bước lên kiểm tra. Vừa mở túi ra thì bên trong là cái đầu của một người sống. Dây thanh quản của họ đã bị cắt hết rồi, không nói chuyện được. Ông đầu hói bị dọa sợ, bây giờ chỉ muốn bỏ trốn ngay. Bỗng dưng, đằng sau có một cái xẻng đập vào đầu. Thì ra chính là Vincent biến thái. Vincent đã biết hành vi của ông đầu hói. Đây là miếng thịt dâng đến tận cửa còn gì. Mỗi khi đến đêm, Vincent sẽ bắt đầu bận rộn. Vincent sẽ đặt đủ loại bẫy trên đường. Những chiếc xe đi ngang qua sẽ dính bẫy, bị bể bánh xe và trượt xuống sườn núi. Mà lúc đó, ông ta sẽ lấy khí gây mê ra, sau đó lái xe tải đi săn con mồi đem về nông trại, giao cho cô em gái Idea để bắt đầu trồng trọt. Idea còn tàn nhẫn hơn Vincent, cô giết heo không chớp mắt. Cô ta xem người sống giống như cải trắng đem trồng dưới đất. Đến nay ông đầu hói cũng trở thành rau trồng của bọn họ. Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của ông ta, hai người cũng lộ ra nụ cười biến thái. Sau đó Vincent đã khởi động máy khoan, bởi vì bọn họ đang cần nhiều đất hơn để trồng con mồi. Những thanh niên đến đây để thám hiểm, từng người một bị trồng xuống đất, chỉ để lộ ra cái đầu để hít thở. Đợi sau khi con mồi được trồng trọt vun vén xong, thì Vincent sẽ mổ thịt của họ và đem bán ra ngoài. Lúc này Vincent còn tiêm một liều thuốc chống thối giữa cho bọn họ. Chỉ cần tiêm một mũi thì chất thịt sẽ tươi mới còn sáng bóng. Tôi rất thích cái đẹp, tôi cũng muốn được tiêm một mũi. Vincent còn giải phân bón cho bọn họ, nuôi dưỡng bọn họ. Mấy cái cây cải đầu người này sẽ được cắm một cái phễu vào miệng, phân bón sẽ chui vào trong người họ theo đường đó. Sau đó quá phát triển sẽ được tăng nhanh. Tối hôm đó lại có một chiếc xe lái đến nông trại. Bọn họ bị mấy cái bảng phía trước chặn đường. Cô gái bước xuống xe chuẩn bị dọn mấy cái bảng ra. Vincent ở sau lưng chui ra, thẳng tay chụp thuốc mê cô khiến cô ngất xỉu rồi kéo ra một bên. Cô bạn thân trên xe thấy thế bị dọa đến lái xe rời đi, nhưng Vincent sẽ không bỏ qua bất kỳ con mồi nào. Sau đó ông đã lái xe tải và đuổi theo không dứt. Cô gái đánh không lại nên đã trực tiếp ngất xỉu. Bọn họ đã bị trở thành cây cải đầu người một cách đáng thương. Việc làm ăn của tiệm thịt cung không đủ cầu. Thậm chí Vincent bắt đầu bắt những khách hàng của mình. Lúc này một cặp tình nhân, con tưởng rằng Vincent muốn chơi trò chơi với bọn họ, lập tức vui vẻ hứng thú cực kỳ, còn chủ động để Vincent trói bọn họ lại. Nhưng không ngờ một giây sau người đàn ông đã bị chụp khói mê. Cô gái phát hiện có gì đó sai sai, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Hôm ấy có một người khách là Terry, muốn trải nghiệm cuộc sống làm vườn, nhưng cô lại tình cờ bước vào căn phòng mổ đáng sợ. Khi cô chuẩn bị mở cửa kho ra, thì Idea đã xông ra và chặn Terry lại. Idea hung dữ cảnh cáo cô rằng không được đến đây chơi, mà lúc này trong thùng máu còn có một cái chân đang nổi lên. Vì để giải quyết rắc rối mang tên Terry này, Vincent đã đưa cô ra bờ sông nghịch nước và nhân cơ hội để trừ khử cô ta. Lúc này Idea lấy một con dao ra và rạch xỉ cái phao của mình. Đợi khi Terry đến cứu cô, thì Idea đã nhân cơ hội đè cô xuống nước. Nhìn thấy Terry sắp bị đuối nước và chết, may là lúc này Vincent đã đuổi theo đến, cứu Terry khỏi cái chết. Có như thế nào đi nữa thì đây cũng là em họ của mình. Càng lúc càng có nhiều người mất tích trong nông trại này, nên cảnh sát cũng đã đến điều tra. Trong một lần khá là trùng hợp, Bruce đã hỏi Terry về việc làm ăn của tiệm thịt. Không ngờ lúc này Vincent cũng đã xuất hiện ở sau lưng Bruce, trực tiếp uy hiếp Bruce bắt anh rời khỏi đây. Sau đó một nhà ba người vui vẻ uống rượu nói chuyện, nhưng Terry ngây thơ hoàn toàn không ngờ đến rằng hai tên biến thái này đã ra tay với cô. Sau khi uống ly rượu xong, Terry liền ngất xỉu. Và số cải đầu người được trồng trong vườn sau khi đã phát triển thì cũng bị buộc một sợi dây thừng lớn vào cổ. Vincent ở bên cạnh khởi động máy kéo, sau đó kéo từng con mồi lên như kéo củ cải để thu hoạch, lôi con mồi từ trong đất ra, một mớ thịt tươi roi rói, chuẩn bị lên bàn ăn rồi. Idea là tên đồ tể biến thái lấy một con dao nhỏ ra,
sau đó mổ bụng của con mồi, sau đó rửa sạch sẽ. Vincent đến lò quay, dùng con dao nhỏ để cắt một miếng thịt sau đó ăn thử. Mùi vị không tệ, nhưng Vincent không ngờ rằng trong nông trại có một người đang vùng vẫy và thành công bò ra ngoài, đồng thời còn cứu những người khác. Bọn họ tức giận giống như zombie và đi tìm Vincent. Một màn báo thù đáng sợ sắp xảy ra, mà bên này Bruce vẫn không từ bỏ việc điều tra. Anh ta đã gửi bản đồ đường đi cho Terry, nói rằng anh họ mình là một tên đồ tể biến thái. Nào ngờ tất cả đã bị Idea đang trốn một bên nhìn thấy nghe thấy hết cả. Đợi khi Bruce vừa bước ra, Idea đã chụp thuốc mê khiến anh ta ngất xỉu, sau đó lôi Terry đến phòng mổ. Tận mắt nhìn thấy Vincent đang dùng cách tàn nhẫn để mổ thịt, Terry bị dọa đến muốn ói ra. Nhân lúc Vincent đang xin thịt quay, Terry vội vàng chạy ra cửa sau. Nào ngờ rằng, chỗ này đã bị chặn lại rồi. Phát hiện Terry muốn bỏ trốn, Vincent đã chụp thuốc mê cho cô ngất đi rồi đặt lên bàn mổ, chuẩn bị mổ thịt Terry. Một người bị hại đã chạy vào trong, hai người liền giằng co với nhau tại chỗ. Nhưng người đàn ông yếu ớt không phải là đối thủ của Vincent. Không lâu sau, anh ta đã bị Vincent siết cổ, sau đó lôi thẳng vào trong lò quay. Lúc này Bruce cũng đã tỉnh lại, anh ta cầm súng săn chuẩn bị đi bắt Vincent, bắn vào ống khóa cửa trong phòng mổ. Khi Bruce vào trong thì nhìn thấy Terry đang bị buộc trên bàn mổ. Khi anh chuẩn bị thả cô ra thì bỗng bên cạnh có tiếng cơ điện vang lên, một người đeo mặt nạ đầu heo đã giết đến rồi. Bruce cầm súng bắn bước về phía trước, nào ngờ lại bị tên đồ tể đánh bay ra ngoài. Bruce thấy thế vội vàng cầm lấy cái cơ điện bên cạnh, chuẩn bị quyết đấu với tên đồ tể này. Hai người đánh đến nỗi khó mà biết ai mạnh hơn ai, không cẩn thận thì sẽ bị cưa ra làm hai. Vào lúc quan trọng này, máy cắt trên đầu Terry đang được khởi động, cô sẽ nhanh chóng bị cắt thành từng miếng. Vì Terry, Bruce cố gắng ép đồ tể vào góc tường, cuối cùng cơ một phát, cắt đứt eo của tên đồ tể. Lúc này Terry sắp bị cái máy chém cắt thành từng khúc, Bruce lập tức xông đến, tắt cái máy chém, cứu Terry thành công. Mặt khác, Idea vẫn đang bị đám người bị hại tấn công. Đợi khi Terry chạy đến nông trại, thì trên đất chỉ còn có một cái túi bố. Khi mở ra xem, thì đó chính là Idea. Cô đã bị những người bị hại chồng thẳng xuống đất. Idea tội ác đầy mình, đúng là tự làm tự chịu. Cuối cùng, Terry quyết định sẽ hủy diệt nông trại khủng bố này. Bộ phim đến đây là hết. Bộ phim này được chuyển thể từ câu chuyện có thật. Bên trong có rất nhiều cảnh kinh dị và máu me. Sau khi xem xong tôi chỉ muốn nói, thế giới rộng lớn như thế không gì là không thể. Bạn nào thích phim nhớ bấm like nhé. Cảm ơn mọi người.